Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu chiếc nồi lẩu của hãng Fika. Đây là chiếc nồi lẩu có đường kính là 26 cm, dung tích là 3,5 lít, được sản xuất tại Hàn Quốc và cái này có tông màu trắng với thiết kế khá lạ mắt. Chất liệu được làm từ loại nhôm gốm, theo như hãng nói là nhôm gốm đó, có khả năng chống dính rất là tốt. Và đặc tính của cái nồi lẩu là như sau: nó được phủ lớp chống dính rất tốt và có khả năng chống chảy xước và rất là bền. Ngoài ra thì cái nồi này có thể nấu được với tất cả các loại bếp, bếp từ, bếp ga, bếp điện vân vân. Và cái sản phẩm này thì được giải thưởng Red Dot năm 2020, được sản xuất tại Hàn Quốc, Made in Korea. Còn đây là mã sản phẩm này. Đường kính là 26, dung tích 3,5 lít. Thì cái nồi này rất là thích hợp để các bạn ăn lẩu. Thiết kế đẹp và sử dụng thì cũng rất là hiệu quả vì khả năng bắt từ rất là tốt. Chúng ta sẽ có một chiếc nồi giống như nồi gang ấy, nhưng mà nó nhẹ hơn nhiều. Chất liệu là nhôm gốm. Bên trong này là lớp chống dính này. Cũng chống chảy xước luôn. Cũng là chống cả chảy xước. Cái tên của sản phẩm là Neoflame. Mặt dưới thì các bạn sẽ thấy cái công nghệ của cái nồi này là công nghệ Neoflame, sản xuất tại Hàn Quốc này. Con này bắt được từ đường kính là 26 cm. Em thì có tờ thông tin, chủ yếu là tiếng Hàn thôi. Thì sản phẩm này như sản xuất do thị trường Hàn. Và đây là chiếc nắp. Nắp này là nắp thủy tinh trong suốt. Cũng thiết kế cùng với form của chiếc nồi chúng ta. Đây có rong cao su này. Đậy vào thì khá là kín. Nó có lỗ thoát hơi đây. Thì các bạn thấy cái thiết kế của cái nồi này rất là bắt mắt. Về chất liệu thì cũng là chất liệu có khả năng chống chảy xước này, chống dính và bắt từ tốt. Thì nếu mà các bạn quan tâm tới cái nồi lẩu này của hãng Fika, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.